Nếu ngày hôm nay em chia sẻ cho anh chị một cơ hội, một là cái chị đón nhận nó, hai cái chị có quyền không đón nhận nó. Mà nếu các chị đón nhận nó thì đón nhận nghiêm túc ngay từ đầu để em chia sẻ, còn không đón nhận nó thì nó ngay từ đầu để khỏi chia sẻ bất kỳ nào, để thời gian để em nghỉ em muốn trẻ được không, đỡ mất thời gian. Thứ hai là chúng ta cần phải rõ ràng ngay từ đầu, anh có tiền để đầu tư không, và có khả năng được khoảng bao nhiêu, thấp nhất là 37 triệu đầu tư để dành 5 năm hoặc 370 triệu, vừa có cái mãi mãi, vừa có cái hàng tháng mà vừa có cái hàng năm năm. Không? Vẽ cái bài toán 37 triệu ra, mời cho họ xem. Còn 37 triệu đầu tư tư ban xác định để 5 năm nhé. Đừng có hàng tháng đòi mà bán nó mất được ít. Không? Vì nó là 5 năm nữa, thì chính thức cái thị trường tín chỉ carbon này mới lên sóng, mới rẩy sóng. Cho nên 5 năm, và nếu không, anh khỏi phải đầu tư để mất thời gian và em khỏi bị anh cảm nhận. Được không nào? Còn 357 thì cái bài toán mình vừa vẽ. Nha. Trường hợp thứ hai, bạn hoặc anh có tiền không? Anh không có, chịu khó làm marketing được không nào, chịu khó làm hệ thống. Nhưng nó bảo là không, bây giờ chỉ có 10 triệu chị đầu tư được không? Được, nhưng mà trước khi đầu tư em phải hỏi chị trước là 10 triệu này có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chị không? Ví dụ nó có liên quan tới tiền nhà, liên quan tới tiền học của con, liên quan tới tiền ăn của anh chị. Nếu như liên quan thì chưa cần phải đầu tư, để đó làm chi phí cho cuộc sống, chi phí cho gia đình. Chỉ cần làm một tài khoản không đồng là chỉ đi làm marketing được rồi. Vậy thì các anh khi anh có 307 thì hàng tháng nó có thụ động bằng cái việc anh tự bán hàng cho anh. Còn mình không có được 307 thì mình phải đi bán hàng cho nhiều người, thì công sức mình phải khổ cực hơn, phải chấp nhận khó khăn, phải chấp nhận từ chối, chấp nhận bị người khác hiểu nhầm. Có vượt qua được không? Vượt qua được thì đi cùng với em. Không vượt qua được thì tốt nhất cứ ở nhà đi, tiếp tục công việc cũ, không phải đi. Quan điểm rõ ràng hết. Mất thời gian của em và của chị luôn. Có vậy đó. Khi các bạn rõ ràng thì chúng ta mới tìm được ba người giống mình, y chang mình, chấp nhận khó khăn, chấp nhận khổ cực, chấp nhận mọi thứ. Đi tìm kiếm 100 người chia sẻ, đi kiếm ba người giống mình. Yeah. Cho nên khi mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải xác định cái quan điểm với người đi cùng mình. Nếu như em Thiện đi xe máy mà Bình đi xe đạp, thì Bình có Thiện anh chào anh với, em chào anh bằng cách nào? Em đi ra đến Quảng Bình thì bây giờ em đi đến Phú Yên thì em chào anh cách nào? Thế em phải lùi lại, em phải chạy vòng lại rồi chờ đi từ từ để em mới sinh ra cái xe máy làm cái gì? Đúng nào? Còn phương tiện. Vậy thì sẽ sinh ra gì? Part time và full time. Người part time thì cứ làm 50-50 công việc, vì phụ thuộc vào nhiều công việc khác, nhiều yếu tố khác, thì chúng ta cứ part time 50-50 thì hãy tận dụng bổ sung. Ha, tận dụng bổ sung. Người part time là người làm nửa thời gian, bán thời gian. Cho nên là khi bạn làm bán thời gian thì các chị chỉ được hưởng cái bán tiền thôi, đúng không? Làm 30% thì hướng 30%, làm 50% thì hướng 50%, làm 100% thì hướng 100%, đúng không? Làm full time thì nó khác, là cả ngày chỉ tập trung về nó. Anh sẽ bị full time không? Thì full time 3 năm nay và full time cả 10 năm đấy. Đúng 2051 mới nghỉ hưu á. À, 2031 mới nghỉ, đúng 10 năm tập nhé. Yeah, full time 10 năm, không đụng vào bất kỳ một công việc gì ngoài kia, đúng không? Bất động sản hay là du lịch bảo là việc của mình là full time 100%. Có cái việc gì ngoài cái việc hàng ngày tư vấn chia sẻ và cái việc làm cái nào? Thì có người bảo là ô hệ thống này nó đi hết công ty này công ty kia, không qua làm cái bài đâu, chuyện nhỏ không qua đi làm của mình, tôi làm cho còn nguyên thị trường xứng chết mẹ chứ. Các chị hiểu không? Khi mà mình nhìn quanh mình không qua làm thì có nghĩa là thị trường nó còn nguyên được của mình không à, thì tập trung mạnh nhanh, đúng không nào? Mình đến một cái khu vực đó mà thấy không qua hả, thì toàn bộ cái khu đó là có gì là mình lừa được hết. Thế thì mình phải nhìn thấy là gì? Phải nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, và nhìn thấy sự từ chối đó mới là cơ hội của mình. Nếu như ai cũng nhìn thấy cơ hội thì làm gì còn cơ hội cho mình. Vì vậy ngày hôm nay các chị nhớ một điều, đây là doanh nghiệp làm một mình cũng thành công mãi mãi, làm một mình cũng thành công mãi mãi, là doanh nghiệp duy nhất mà một mình làm vẫn thành công mãi mãi. Còn ngoài kia mà làm ra các là phải hệ thống thật lớn mới thành công được, còn lâu các chị mới thành công được, phải hô hào, phải mạnh nhé, phải hệ thống khắp nơi thì nó mới thành công được. Ở đây không cần, thì Thủy chỉ cần chốt 3 người, mỗi người đa mình là chỉ lên chức bộ đây mà không sang một tháng 1 tỷ bạc được không? Tôi thành công với 3 người đó, 3 người đầu tư đó. Thì tại sao mới suy nghĩ là tôi phải có nhiều đầu nhóm mới thành công? Tính bằng doanh số cộng dồn cơ mà. Đúng không nào? Năm nay được 100.000, năm sau 100.000, năm sau 100.000, 3 năm 300.000, tổng cộng được double sau 2, cũng có là cũng là 40-50 hết, 25 hết tỷ, cũng tháng được 40-50 triệu, ổn. Đúng không? Ổn không? Ổn có mình làm à? Tháng này bán được 7 hợp đồng, tháng sau bán được 1, tháng sau bán được 1, năm sau bán được 2 hợp đồng, tháng sau bán được 1, tháng sau bán được 1, tháng sau bán được 1. Tại sao? Cùng mình qua lại, đi làm cùng mình. Vậy mà cũng thành công. Thành công rồi, đúng không? Mình trở thành cổ đông của tập đoàn, mình làm chủ được của cái doanh nghiệp này. Vui chưa? Các chị theo. Có một mình làm cũng thành công, vì tại sao chúng ta phải nhìn một người xung quanh là có đội nhóm hay có đội nhóm? Hãy tập trung vào việc bán hàng. Thấy chưa không? Đừng tập trung vào cái người leader, đừng tập trung vào cái người đa tài có làm việc hay không, tập trung vào việc bán hàng.
Bởi vì bán hàng nó có doanh số, bán một tháng 2 hợp đồng có 7 triệu lấy tiền nó xài. Được không nào? 7 triệu đó tính. Nếu hết khách hàng lấy 7 triệu đi du lịch về 30 người về tiếp tục bán hàng. Đúng không? Cứ một tháng phải tự cho mình cam kết bán được hai cái sản phẩm. Để làm gì? Để có được 7 triệu. 7 triệu. Nếu mà không có khách hàng sẵn sàng bỏ đi một chuyến du lịch, lấy 7 triệu đi một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm, quên biết được 30 người, lấy 30 người nó về tiếp tục có khách hàng chia sẻ tiếp. Được không? Lấy ngắn nuôi dài chưa? Nếu lỡ anh chị bán, lỡ mà chuyến du lịch nó về, còn những người có tiền, còn những người có tư duy thích đi du lịch, còn những người sẵn sàng lúc đầu tư, có 3 người lỡ là 370 triệu, anh chị bao nhiêu rồi? Anh chị đã có thu nhập 100 triệu. Cho nên đừng tập trung vào những người tiêu cực, đừng tập trung vào những người xung quanh mình có làm việc không làm việc. Cái người nào có làm việc làm hơn tách dùng, có làm việc đúng không? Hội ý đó, hội nhìn tao làm thôi, phải bán hàng không? Tao bán hàng rồi. Vậy thì câu chuyện đó là gì? Câu chuyện hãy tập trung vào bản thân mình làm trước. Khi anh chị bán được hàng, anh chị làm được, bán được. Thì cái người đó người ta biết theo anh chị là ở chỉ tôi cách bán thôi. Còn các chị không biết bán hàng thì người ta hỏi mình cách chỉ cách bán hàng mình bán bằng cách nào. Đúng không? Mình đi câu cá thì mình phải hỏi cái người bằng hành người ta đi câu được nhiều cá. Anh câu được sao? Nhiều cá thì anh chỉ cho tôi. Họ mới chỉ chỗ nào nước như thế nào đặt cái câu ra làm sao mới câu được cá chứ. Cho nên các chị muốn có được cái người đau lao đồng hành với mình thì mình phải là người làm mẫu cho cả đi bán. Và những anh chị nào mà full time thì hôm nay làm ơn quên dùng cái hệ thống sau đây. Hôm nay tôi không phải học. Tôi tập trung đi bán hàng cho cá nhân tôi đã. Còn ai muốn bán thì bán thôi, không bán nghỉ ở nhà, không cần đi làm với tôi. Thôi đào lại bài nhé. Được không nào? Mục tiêu cá nhân của mình ở đây doanh nghiệp này có một mình tôi làm 10 năm cũng thành công. Cho nên quên cái từ leader trong đầu đi. Quên leader, đừng có để ông này leader sân này siêu lắm, ông này kinh điểm. Kinh điểm là bị mất hết những tí nó mới kinh điểm. Thấy không nào? Tức là gì 10 năm làm 2, 10 năm làm 40 sân, chết cả 40 sân rồi, cho nên là về đây chẳng còn những cái gì. Đúng không ạ? Người vốn được sinh tên là ngày xưa là anh 1.000 quân, 1.000 sinh, 1.000 tướng, bây giờ anh có gì không? Anh có biết bán hàng? Anh không biết bán hàng, anh đem dạy anh bán. Cái leader là gì đó? Người nào bán hàng giỏi nhất ở đây mới là người chủ. Anh chị cứ nhớ, anh chị bán hàng càng giỏi thì anh chị trở thành người chủ càng xuất sắc rồi. Đúng không ạ? Nếu như ngày hôm nay, tất cả anh chị nghĩ hết, thêm anh chị mình có nghĩ không? Còn lâu mình mới nghĩ. Nếu anh chị nghĩ đấy, mình là người có cơ hội lấy được khách hàng. Hãy nhớ một điều, người bán hàng giỏi, người đó là người lãnh đạo giỏi. Vì chỉ có khi đi bán hàng chúng ta mới gặp nhiều cái tình huống, nhiều cái éo le nó xảy ra, nhiều cái câu nói, nhiều cái câu hỏi, nó mới làm cho chúng ta trở nên xuất sắc lên. Và chúng ta tập trung trả lời được tất cả cái việc của khách hàng, giải quyết được tất cả những điều khách hàng mà hỏi mình, thì lúc chúng ta trở thành những người lãnh đạo. Đúng rồi. Và lúc đó chúng ta không phải đi dạy người khác, mà chúng ta chia sẻ lại những cái mà chúng ta đã từng bước qua cái việc bán hàng có khổ cực như thế nào. Thì nếu bạn muốn vượt qua được điều đó thì bạn cũng phải như vậy thôi. À, nhưng bạn sẽ không mất thời gian 5 năm, 10 năm cày cút giống như tôi. Và tôi đã có sẵn cái điều đó thành một cái bản nhạc cho bạn nghe. Tôi thế mà học. Thì các anh chị nghĩ 14 năm qua của mình kiến thức để bỏ vứt không ạ? À? Đúng không ạ? Tất cả những cái điều ngày hôm nay mình làm việc, mình nói chuyện với các anh chị. Các anh chị biết không? Mình nói cả ngày, có ngày mười mấy ca với chú mẹ. Thì cái năng lượng nó lớn hơn. Các anh chị hiểu không? Cái mục tiêu cái năng lượng nó lớn. Cho nên cái việc nói chuyện nó cũng mệt. Nó tắt hết. Và tại sao mình vẫn ngồi đây nói chuyện với anh chị? Thì mình không muốn anh chị bỏ đi ước mơ mình cách quá là phí phạm nó. Trong khi cuộc đời của mọi người làm nên cũng đi tìm mơ ước để có được một cơ hội. Trong khi chúng ta có cơ hội thì chúng ta lại ngồi chờ nhìn người khác thành công. Đúng không? Mình hay nói với anh chị đừng bao giờ làm tồi một cơ hội tốt. Trong khi chúng ta đang cố gắng làm tốt những cơ hội tồi. Những cái cơ hội tồi chúng ta cố gắng làm tốt, trong khi có một cái cơ hội tốt thì cứ cố gắng làm tồi đấy là sao? Đúng không? Cả cuộc đời muốn đi tìm một cơ hội tốt, tìm được rồi thì cứ muốn làm tồi nó đi, cứ suy nghĩ tồi nó đi, trong khi lại cứ ra ngoài kia làm thật tốt những cái cơ hội tồi rồi quay lại làm sao có cơ hội tốt. Vô lý, nó cực kỳ vô lý với suy nghĩ của chúng ta và hành động của mình. Cho nên tất cả ngày hôm nay mình khuyên các anh chị hãy tập trung cho bản thân mình ha. Và làm ơn gặp lại cái người F1 của mình và nói rõ quan điểm luôn. Nếu thực sự chọn doanh nghiệp này, hãy học cách bán hàng và hãy thể hiện bản thân mình bán hàng đi, bán được hàng đi rồi hãy nói đến việc tuyển dụng. Chưa có một ông chủ nào mà không bán hàng được với cách tuyển dụng đâu. Chưa có một người nào mà không biết bò rồi mà biết đi được. Cho nên bắt buộc chúng ta phải trở thành một người seller thực sự. Vậy thì bán hàng thế nào? Thì tuần này mình sẽ một cái buổi dạy phương pháp bán hàng. Nha, chốt sẵn. Và trong cái quá trình bán hàng đó, anh chị phải có những cái key, nha. Chốt sell là có những cái key, cái chìa khóa để chúng ta mở được cái nhu cầu của khách hàng. Bán hàng là người biết cách mở được nhu cầu của khách hàng và phục vụ được nhu cầu của khách hàng, thì đó là bán được.
đúng không? Người khách hàng người ta không thiếu tiền, vấn đề là chúng ta phải làm sao để nói cho họ, để họ hiểu được cái vấn đề họ đang cần. Rõ ràng người ta chỉ có 2 tỷ mà ta chỉ bán được căn nhà tới 4 tỷ, đúng không nào? Tài chính người ta có 2 tỷ mà mình vẫn bán được căn nhà người ta 4 tỷ, làm cách nào ạ? Lực đòn bẩy, đúng không? Anh có 2 tỷ nhưng ngân hàng cho anh vay 2 tỷ tại đó, thì hoàn toàn có thể mua căn nhà 4 tỷ thì cái chuyện nó có doanh số 4 tỷ, đúng không? Vậy cho nên là gì? Cái vấn đề bán hàng chúng ta còn phải học rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ có 1-2 buổi training cho các anh chị về cách bán hàng, chỉ là cách bán hàng thôi. Cũng tầm 15 cái bài bán hàng, mà bán hàng này không phải thương mại vẽ, bán hàng có đúng kinh nghiệm luôn. Ok, chốt chốt sale nha. Và chốt sale ở đây không phải chúng ta chốt ai cả, chúng ta tự chốt mình. Ở đây các chị tự chốt mình, các chị có tin không? Ở đây mình đang tự chốt mình này, mình hỏi thiệt lòng nhé. Thì Thủy tin dự án này 30%, đúng không? Thì có thể biết trên không gian chị Thủy mở biết ra, chị Thủy tin dự án này 30%. Đối với Sophie thì đúng thật sự là chị tin 100%. Ok. Và chị Thủy nói luôn, đó là gì? Khi mà chị Thủy tìm hiểu và hai vợ chồng quyết định làm á, thì chồng Thủy có nói một câu là nếu như cái làn sóng là tiếng gì carbon mà hai vợ chồng mình không đầu tư thì vợ chồng mình thua với thị trường. Bởi vì mình biết nó giá trị, mình biết được ở thời điểm tốt mà mình không đầu tư cho chính mình thì dù mình có đi làm marketing giỏi đi chăng nữa nhưng quay trở lại mình không có tài sản, và khi cái tài sản nó tăng trưởng thì vô tình mình lại không sở hữu nó, thì đó là mình đang bất lợi. Chuẩn đó chị, chúc mừng cho chị Thủy. Tại sao mình hỏi chị Thủy cái câu là chị tin 100%, và chị Thủy nói 100%. Vậy thì các chị nghĩ xem, khi mà bản thân mình tin 100%, có phải tự mình tin mình không? Đúng chị Thủy? Em biết là ngày hôm nay chị Thủy cũng là người tự mình tin mình, và bản thân em tin cái dự án này là em tự em tin em chung em tin này, nghe không? Và cái hành động của em á, em tin mà em có thể làm. Và người ta bảo là sao mày tin thế, mày làm như thế lỡ có cái này lỡ không có lỡ, đúng không? Không có lỡ, đã làm là làm một niềm tin. Đôi khi chúng ta đã từng sống một niềm tin thì phải nói sống cái nó tin đó, cái tin tuyệt đối. Còn tin nửa vời là chúng ta nghi ngờ thôi. Thậm chí mình cũng vì một người đó lừa mình, vì mình tin họ, mình cũng phải chấp nhận cái điều lừa đó. Vì gì? Vì mình tin họ. Nhưng mà sẵn sàng, còn nếu nửa tin nữa rồi thì đừng có tin. Cho nên nói rồi, nếu đã không tin thì đừng tin luôn. Còn tin vào 50-50 thì cũng đừng có tin. Đã tin là tin cho bản gì? Bản tuyệt đối. Vì trên đời này chỉ có đúng một thứ là niềm tin tuyệt đối mới làm được bản thân. Đúng không? Nếu bạn lấy vợ mà bạn không tin người vợ đó còn lâu bạn mới cưới, bạn chỉ chơi qua đường, đúng không nào? Chắc chắn của bạn, chắc chắn 100%. Vì vậy mình yêu cái doanh nghiệp này, mình yêu cái sự nghiệp này thì yêu với nó đi, yêu hết mình đi và sống với nó đi thì sự thành công mới đến. Đó là tình yêu thật sự. Còn nếu không chỉ là giả tạo. Mà mình muốn các anh chị hãy clarify cho bản thân mình, đã yêu thì yêu cho đến cùng. Vậy ở đây những ai đang có hệ thống, những ai đang có tài sản ở đây thì làm bên PR để nó dùng cho mình. Đừng có PR về Bitcoin, về Ethereum trong khi mình không có. Đừng có PR về mấy công đoạn kia trong khi mình không có. Mình phải PR cái thứ mình có nó mới lan tỏa ra được, nó mới phát được cái hào quang nó được. Nếu cả cái thế giới này, đúng không? Và cùng hiểu được cái điều đó, anh chị yên tâm đi. Ở Việt Nam mình bây giờ thì mình đang ngồi chia sẻ với anh chị, chứ ở thế giới mỗi nước cũng có một leader đang chia sẻ cho những người ở đất nước họ như vậy. Vậy thì trên thế giới này chúng ta có một cái gì? Một cái dự án International Sapia Group International là SGI. Đó chính là cái thứ, là cái thứ chung nhất của chúng ta trong quy luật, đúng không ạ? Trong quy luật cái chung cái gì mà cái chung nhất đó, trong triết học là cái chung cái gì mà cái chung nhất. Nếu chỉ có cái chung và cái gì thì nó sẽ không bao giờ hay, nhưng nó phải có cái chung nhất. Và chỉ có cái chung nhất này mới làm cho anh chị cho đi một cái vô điều kiện thì anh chị trở thành của. Và tình yêu thương nó chỉ đến với anh chị mãi thừa ý thật sự. Câu chuyện nằm ở đây. Theo các anh chị bây giờ em Nguyễn Bá Sang, em ấy có yêu thương tất cả các anh chị và tất cả những người trên thế giới về Sapia, chắc chắn là có. Vì sao? Vì nếu như anh Bình làm giỏi cỡ nào, anh chỉ có 100 SD. Một tháng hệ thống anh có lớn cỡ nào, anh có 100 SD thì anh cũng chỉ được có từng đó tiền. Trong khi em làm tệ hơn anh rất nhiều, như em có 255 SD, em vẫn được gấp 2 lần 5 tiền của anh. Vậy thì em có yêu thương hệ thống của anh không? Em yêu thương hệ thống của anh còn hơn hệ thống của em cơ. Lúc đó mới có sự cho đi. Các chị không? Cho nên cái sự ích kỷ sẽ mất đi khi các chị có SD. Khi các chị trở thành là cùng là thành viên của tập đoàn này, cùng nhau trở thành một cục chủ với nhau, đó là đồng nghiệp, thì mới bỏ đi cái sân si cho cái hệ thống này. Mà trong cái hệ thống này khó nhất là bỏ được cái tính sân si, sai cấp, nhóm nhánh, upline, tuyến trên tuyến dưới. Ông lên cao được như vậy, mình ở dưới mình được như vậy. No, ở đây là gì? Ông nào cũng được 1 tỷ euro như nhau. Vấn đề là ông nào lấy trước, ông nào lấy sau. Bằng nhau không? Không sợ thiếu mà chỉ sợ chi không đều. Ở đây có cái điểm đó. Và không có sân si khi thành công.
Vì vậy mình muốn các anh chị đạt đến cái cấp độ là chỉ cần có 10 cái SQI thôi thì các anh chị cũng sẽ luôn luôn biết yêu thương, luôn luôn biết chia sẻ, không cần sân si là đăng lai, hát lai hay xe lai. Chỉ còn tình yêu thương lớn nhất là hãy bảo vệ nhau, bảo vệ cái công ty này, bảo vệ cái tập đoàn để hàng tháng chúng ta cùng có sự hạnh phúc bằng thu nhập của một người cổ đông chứ không phải thu nhập thụ động của một người seller, được không nào? Đây là doanh nghiệp duy nhất trong cuộc đời mình làm đấy, không có gì mà biến những người seller thành những người chủ của họ hạnh phúc vô cùng. Và mình biết chắc một điều rằng hệ thống của mình sẽ có hàng nghìn anh chị em là đồng nghiệp, là cổ đông, đúng không, là đồng sáng lập với cái tổ chức này, và chúng ta sẽ cùng được chia cái hạnh phúc đó và sẽ không còn sân si nữa, bỏ được tất cả những cái điểm gì mà tệ nhất trong cái ngành đấy của mình. Đó là những cái điểm mà từ xưa đến nay nó bóp chết cái ngành này và người ta nói là đa cấp, là lừa đảo, là như thế. Vì vậy hy vọng rằng buổi tối hôm nay tất cả những cái giá trị mình chia sẻ với anh chị hãy đón nhận và hãy giữ lấy nó, và hãy giữ lấy trong lòng mình và hãy làm đi, đừng nghe ai cả, đừng có nghe ai cả, hãy nghe con tim của mình và hoạt động đi, làm đi. Thế giới nó chuẩn bị nó tổ chức một cái sự kiện 3.000 người ở châu Âu rồi, không làm thì châu Âu nó về nó vồ hết của mình đó, đúng không nào? Cái vấn đề là khi nó về đây nó làm, mà có những người vô sau mình cả 3 năm mà người ta có hàng trăm SQI mà mình làm cả 3 năm mà không có một SQI, thì lúc đó mới đau lòng, đúng không nào? Lúc đó mới là đau lòng. Cho nên thời gian không chờ đợi chúng ta, hãy cố gắng tận dụng cái thời gian này đi, hy sinh đi. 2 năm, 3 năm tới anh chị có quyền làm gì các chị? Đó chính là cái buổi tối ngày hôm nay, tất cả những cái giá trị mình chia sẻ với anh chị, chỉ mong muốn các chị nhận ra thực sự giá trị lớn nhất ở đây và tập trung. Ở đây thì văn phòng Hồ Chí Minh không phải văn phòng mà là nơi hỗ trợ đội nhóm. Vì đã nói về văn phòng thì có nhân viên giữ xe, có kế toán, có phòng họp, đúng không nào? Đó, có thư ký, có giám đốc, có văn phòng. Ở đây thì ở đây là chúng ta là những người cổ đông với nhau. Đây là nơi sinh hoạt của những người đồng nghiệp. Và với cái địa chỉ 51 đường số 12, khu dân cư Cityland, Phan Văn Trị, Gò Vấp là cái nơi tuy nó nhỏ nhưng mà các anh chị cũng có thể uống cà phê quanh quanh khu này. Và khách hàng nào cần hỗ trợ, à, mình có mặt ở đây sẵn sàng hỗ trợ các anh chị từ 9 giờ sáng cho tới 24 giờ đêm. Các anh chị có thể tự mình chia sẻ và mình có thể giúp các anh chị chốt một vài câu cần thiết và hỗ trợ các anh chị trong cái tình huống khó. Đó là mình góp cái cố gắng cái sức lực của mình để cho các anh chị. Và văn phòng Đồng Nai thì cũng có anh Giang, chị Hường, anh Tùng, sắp với anh Vinh, em Tuân vân vân, sẽ có rất nhiều anh chị em cùng với nhau. Gia Lai thì có chị Thủy, Đà Nẵng có em Tiến, em Xanh, anh Thành, còn ở Quy Nhơn thì có hệ thống chị Thu, em Thảo, bạn Hồng Vinh vân vân, rất là nhiều. Tất cả chúng ta đều có. Vậy thì các anh chị muốn thực sự cho đi một cách thoải mái nhất thì hãy nhanh chóng thành công trong năm nay để có SQI để làm sao cho đi thoải mái. Vì khi chúng ta cho đi thoải mái là vì chúng ta có nhiều SQI, càng nhiều đội nhóm phát triển, càng nhiều doanh số phát triển càng mạnh thì SQI các chị càng được chi nhiều, mà càng được chi nhiều thì lương các chị càng là bằng, đúng không nào? Đó, cho nên là buổi tối hôm nay là một buổi tối cực kỳ đặc biệt. Dùng từ 8 giờ đến 11 giờ đêm là 3 tiếng rưỡi. Ông nội xanh ông nói có 15 phút, ông bắt tôi nói đến 1 tiếng. 3 tiếng 15 phút vậy mà vẫn chưa hết công suất. Chưa hết công suất mà vẫn còn 81 người. 9981 đúng quy luật. 3 x 3 bằng 19. 9 x 3, 27, 27 x 3, 81. Công thức x 3, 1 x 3, trưởng dư. Kết thúc được ở đó. Ok, giao cho chị Thủy. Kết thúc từ từ hãy phát nhé, tôi nghiệp phát mất rồi.